Thưa quý vị, ngày 8 tháng 11 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai đợt thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng. Đợt này tiến hành thả trong 2 ngày, ngày 8 và ngày 9 tháng 11 năm 2024. Với mục đích tăng cường chủng loại và số lượng cá, phục hồi những giống cá đã cạn kiệt trong hồ Dầu Tiếng, cũng nhằm cải tạo môi trường khu vực. Từ năm 2005 đến nay, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Tây Ninh đã thả hơn 10 triệu con cá giống vào hồ Dầu Tiếng. Riêng đợt thả cá giống năm nay, ngành nông nghiệp có tổ chức thả thêm 20.000 con tôm càng xanh và hơn 217.000 con cá giống, gồm các loại cá mè hoa, trắm cỏ, cá tra, cá chép, cá tra, cá sặc răng, với kích cỡ mỗi con cá giống chiều dài từ 8cm trở lên. Việc thả cá giống vào hồ ngoài mục đích phục hồi cải tạo nguồn lợi thủy sản còn giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho hơn 1.000 lao động sống quanh hồ.